Kính chào quý vị và bà con cử tri đến với chuyên mục diễn đàn cử tri do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng thực hiện. Thưa quý vị, sau chương trình 1-3 năm được triển khai thực hiện hàng chục năm qua và đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, thì chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là đòn bẩy tiếp theo để phát triển đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Với Sóc Trăng thì đối tượng chính được thụ hưởng là đồng bào Khmer. Mặc dù chỉ mới năm đầu tiên triển khai thực hiện chương trình, nhưng ích lợi đã dần được khẳng định. Tuy nhiên, do mới và có nhiều khác biệt so với các chương trình trước đây, nên còn nhiều điều cần uốn nắn, tháo gỡ. Và đây cũng là những ghi nhận của chúng tôi được truyền tải trong chuyên mục diễn đàn cử tri kỳ này. Mời quý vị và bà con cử tri cùng theo dõi. Cuối tháng 9 năm 2022, địa phương được bố trí nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú đã triển khai công trình giao thông đến nhà sinh hoạt cộng đồng ở ấp Tam Sóc B1, nơi có hơn 80% là đồng bào Khmer sinh sống. Thế là con lộ đanh nhỏ hẹp, lồi lõm sau hơn 10 năm sử dụng, được phủ lên lớp bê tông mới. Khu dân cư trong này là nói chung bà con ở là khá đông, là trên dưới khoảng 100 hộ ở trong khu vực này. Hồi trước khi làm con lộ này thì đó có lộ đan là bề ngang nó 1 mét thôi, nhưng mà nó đã xuống cấp trầm trọng, nó nghiêng rồi nó đóng gông, rồi bà con chạy thường xảy ra cái tai nạn. Nhà được nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư con lộ 3 mét này, nói chung là bà con đi lại dễ dàng, bà con rất mừng. Niềm vui càng được nhân đôi khi tuyến lộ mới có thêm cầu mới. Chiếc cầu được xây dựng từ nguồn vận động xã hội hóa, chính quyền phát động, mạnh thường quân xa gần ủng hộ và người dân địa phương cùng chung tay góp sức làm cầu. Cây cầu này nối liền giữa hai đoạn đường mình đã có sẵn. Thì ở đây thì tôi cũng người lớn tuổi của địa phương. Thôi thì ngay cái ngày này làm thì mình cũng ra để tiếp với bà con. Những công việc nặng, việc nhẹ, cái nào mình làm được thì mình tham gia cùng với bà con. Bên cạnh đó thì cũng động viên anh em tạo điều kiện như thế nào đó, cố gắng hoàn thành cây cầu sớm. Công trình cầu đường ở Tam Sóc B1, xã Mỹ Thuận, Mỹ Tú là một trong những minh chứng cho hiệu quả của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là tiểu dự án 1 của dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc. Và điều này cũng được ghi nhận cụ thể từ các công trình đã được triển khai thực hiện tại Kế Sách, Vĩnh Châu, Trần Đề, những nơi mà đoàn đến khảo sát. Trước khi con lộ này thì cái điều kiện đi lại của bà con rất là khó khăn, nhưng mà đặc biệt hay tội nhất là các em học sinh đi học thì như là lội sình nhảy thì nó rất khó khăn. Từ khi là được đầu tư xây dựng cái con lộ này thì như là bà con ở đây rất phấn khởi, cũng như là các em học sinh như là nó đi lại học hành rồi dễ dàng, rồi bà con đi lại mua bán giao lưu hàng hóa thì nó cũng thuận tiện tốt hơn. Khi được mà đầu tư vốn từ ngân sách của Trung ương thực hiện cái chương trình Mục tiêu Quốc gia để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì bà con rất là phấn khởi, rất là đồng tình, đặc biệt là đồng bào dân tộc. Trên bình diện chung, trong năm 2022, tổng kinh phí thực hiện chương trình này trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 61 tỷ 728 triệu đồng. Trong đó, ngân sách trung ương đầu tư là 51 tỷ 581 triệu đồng, ngân sách địa phương 7 tỷ 261 triệu đồng. Vận động ngoài ngân sách 2 tỷ 886 triệu đồng. Ở nội dung số 1, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nguồn vốn này, trong năm 2022, tỉnh đã đầu tư thực hiện 60 công trình cho những xã ấp đặc biệt khó khăn. Và đây là những xã có đông đồng bào Khmer sinh sống. Trong đó có 48 lộ giao thông nông thôn, 11 cầu và một nhà sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời duy tu bảo dưỡng nhiều công trình khác phục vụ đồng bào. Trong năm 2022 thì thực hiện cái chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì trên địa bàn huyện Kế Sách thì được đầu tư thì một số dự án như là đất ở, nhà ở, chuyển đổi ngành nghề, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ đào tạo nghề. Thì qua triển khai thực hiện các chương trình, các tiểu dự án, các dự án và các nội dung thành phần thì được đồng bào, đa số đồng bào dân tộc là tin tưởng, hưởng ứng vào cái chương trình mục tiêu này. Về kết quả công tác triển khai thực hiện chương trình đó, thì chỉ tính trong năm 2022, thị xã được bố trí nguồn vốn để thực hiện là trên 32,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện 5 dự án và 4 tiểu dự án thành phần
Với những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con dân tộc, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã đã có nhiều khởi sắc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố. Tại các nơi khảo sát cũng như những buổi làm việc với các địa phương, ngoài xem xét thực tế, ghi nhận kết quả thực hiện, đoàn còn tìm hiểu trao đổi thêm về công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan, phương thức triển khai thực hiện, tính cấp thiết của công trình, vốn lồng ghép, đối ứng của địa phương, hoạt động của tổ giám sát cộng đồng, những điều cần lưu ý về thanh quyết toán, trình tự thủ tục, cơ sở pháp lý khi triển khai công trình và ghi nhận những kiến nghị từ địa phương. Thì nói chung là cái như là công trình mà được trên đầu tư xây dựng thì phải nói là người dân người ta rất phấn khởi rồi đó. Nhưng mà điều nói là cái hiểu biết, thí dụ như cái giám sát cộng đồng thì cái như là cũng đòi hỏi là cái như là cho biết cũng như là cái thiết kế công trình, kết cấu bê tông cái nào để cho cái giám sát người ta mới hiểu biết được, rồi để người ta theo dõi trong cái quá trình thi công làm coi cái công trình nó đảm bảo đúng theo cái thiết kế hay không. Thì qua hơn một năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bên cạnh những cái mặt thuận lợi, địa phương cũng còn gặp một ít khó khăn, đó là văn bản hướng dẫn của trung ương còn chậm và chưa đầy đủ nên ảnh hưởng đến cái việc giải ngân nguồn vốn của chương trình. Do vậy thì thời gian tới cũng kiến nghị trung ương cần có văn bản hướng dẫn đầy đủ, nhất là đối với việc hỗ trợ nhà ở, đất ở cho các đối tượng thụ hưởng chương trình. Sau những ngày tìm hiểu thực tế và làm việc tại các địa phương, những vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống, đoàn đã có buổi làm việc với ban dân tộc tỉnh, phản ánh những ý kiến kiến nghị của cử tri, chính quyền địa phương, những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc. Đoàn đã đánh giá cao kết quả bước đầu mang lại của chương trình, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quan trọng, trong đó chú trọng việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, tính chủ động cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc, quan tâm huy động mọi nguồn lực để thực hiện chương trình nhằm tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn. Nói chung thì qua thời gian thực hiện, thì đặc biệt là trong năm 2022 và quý 1 năm 2023 thì tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện tiểu dự án cũng như các nội dung thành phần của chương trình. Trong đó thì đã triển khai thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 423 hộ, rồi hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 387 hộ, rồi xây dựng 4 cái công trình nước tập trung, rồi thực hiện được 8 cái mô hình hỗ trợ để phát triển sản xuất đa dạng sinh kế cộng đồng, và xây dựng được 82 công trình. Ở trong đó thì có 62 công trình là cái lộ giao thông nông thôn, và 16 công trình cầu giao thông nông thôn, 1 nhà vệ sinh cộng đồng và 3 công trình mạng lưới chợ. Đồng thời thực hiện duy tu bảo dưỡng 31 công trình cơ sở hạ tầng, rồi xây dựng bổ sung nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị cũng như đồ dùng dạy học cho 3 trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, và tổ chức được 65 lớp đào tạo nghề cho khoảng 1.863 học viên học nghề với nhiều ngành nghề phù hợp với địa bàn của từng địa phương. Qua đó thì có thể đánh giá rằng là chương trình đã bước đầu góp phần cho đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo được ổn định. Rồi kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của nhiều vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được đầu tư tập trung và xây dựng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tuy nhiên thì trong triển khai thực hiện thì thấy rằng là cũng còn những vướng mắc khó khăn. Cụ thể như là hệ thống văn bản hướng dẫn của trung ương thì chậm được ban hành và chưa đầy đủ. Rồi một số dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động thì chưa có cơ sở để mà tổ chức triển khai thực hiện. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ cũng như lộ trình triển khai thực hiện theo yêu cầu kế hoạch của giai đoạn. Rồi một số ngành địa phương được phân công mà chủ trì thực hiện các cái tiểu dự án thì cũng chưa phối hợp chặt chẽ, rồi chưa chú trọng trong việc xây dựng kế hoạch cũng như các giải pháp cụ thể để mà tập trung thực hiện triển khai chương trình được hiệu quả.
rồi đội ngũ cán bộ là người tham mưu trực tiếp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình này thì nói chung cũng còn gặp nhiều lúng túng, những khó khăn bước đầu. Để đảm bảo cái hiệu quả chương trình trong thời gian tới đó, thì ở góc độ ban dân tộc chúng tôi thấy rằng cần tập trung 5 vấn đề như sau. Một là phải hoàn thiện hệ thống các văn bản quy định về cơ chế cũng như hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình. Hai là đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Phải giải quyết được các vấn đề bức xúc cấp bách nhất để mà cải thiện điều kiện sinh kế cũng như là điều kiện sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Rồi tập trung đầu tư cho các xã có điều kiện để thoát nghèo, thoát khỏi cái diện đặc biệt khó khăn, cũng như là các xã khóm khó khăn nhất, rồi đồng thời phải ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, rồi dân tộc thiểu số khó khăn, nhất là để đảm bảo hoàn thành các cái mục tiêu trong cái giai đoạn 2021-2025 của chương trình và cũng như mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Cũng liên quan đến chương trình này thì chỗ ban dân tộc của Hội đồng dân tỉnh đã có một cuộc khảo sát và sau đó là có buổi làm việc với ban dân tộc tỉnh. Thì ông đánh giá như nào về cuộc khảo sát này cũng như những vấn đề mà đoàn khảo sát đã chỉ ra cho chúng ta cũng như các địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này tốt hơn trong thời gian tới? Nói chung thì thông qua cái chuyến khảo sát thực tế và làm việc với ban dân tộc tỉnh của cái ban tộc hội đồng dân tỉnh thì thấy rằng là cái việc thực hiện cái tiểu dự án 1 của dự án 4 về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình đó, thì đoàn đánh giá cái kết quả đạt được trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện coi như là đã mang lại cái hiệu quả bước đầu. Các cái công trình thì được các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm để chỉ đạo triển khai xây dựng kịp thời và cơ bản đã đáp ứng được tiến độ cũng như quy trình theo yêu cầu quy định. Tuy nhiên thì trong quá trình khảo sát thực tế như vậy thì đoàn cũng chỉ ra một số vấn đề tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể như là đoàn yêu cầu là phải quan tâm chú trọng hơn trong cái công tác vận động tuyên truyền, rồi thực hiện cân đối ngân sách đối ứng của địa phương làm sao là đảm bảo tỷ lệ theo quy định, rồi là phải tăng cường cái công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thi công các công trình để nhằm đảm bảo theo đúng cái thiết kế, kỹ thuật, đặc biệt là cần quan tâm về độ cao nền trong cái kỹ thuật xây dựng các công trình giao thông để đảm bảo là không bị ngập nhằm tăng cái tuổi thọ cho cái công trình. Và đồng thời cũng qua đó thì đoàn cũng đã kiến nghị các cái biện pháp khắc phục và đồng thời cung cấp cũng như chia sẻ những thông tin rất hữu ích để mà giúp ban dân tộc và các địa phương cũng như các ngành là chủ chương trình để thực hiện làm sao là nhằm nâng cao được chất lượng, hiệu quả trong cái công tác quản lý, triển khai các công trình dự án của chương trình trong thời gian sắp tới. Thông qua đợt khảo sát thực tế, ngoài việc xem xét tình hình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, những điều được chưa được cần chấn chỉnh thì cùng với ngành chức năng, các thành viên trong đoàn còn kịp thời uốn nắn, hướng dẫn các địa phương những vấn đề còn vướng mắc, cùng nhau gỡ khó để Hội đồng Nhân dân ngày càng là cầu nối giữa đảng với dân. Tất cả vì mục tiêu chung chăm lo cho đời sống nhân dân, đồng bào dân tộc, xây dựng quê hương ngày thêm đẹp giàu. Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục diễn đàn cử tri kỳ này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.